Học vì chính mình và được là chính mình, đó là cấp độ cao nhất trong số 6 cấp độ phát triển tư duy của trẻ, được đề cập trong cuốn sách Dạy trẻ bằng cả trái tim. Các bậc phụ huynh chắc chắn không thể bỏ qua được một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ này. Học vì chính mình và được là chính mình, đó là cấp độ cao nhất trong số 6 cấp độ phát triển tư duy của trẻ, được đề cập trong cuốn sách Dạy trẻ bằng cả trái tim. Dạy trẻ bằng cả trái tim là một sự lựa chọn không thể bỏ qua dành cho các phụ huynh Việt. Làm sao để giúp con khẳng định giá trị bản thân mà không cần đến những biện pháp mạnh như ép buộc, dọa dẫm? Vấn đề này đã dần trở thành điều trăn trở thường trực của nhiều bậc làm cha, làm mẹ ở Việt Nam. Cuốn sách của tác giả Ralph Esquith là câu chuyện thực về hành trình của chính tác giả đã giúp những cô bé, cậu bé ngồi trên ghế nhà trường từng bước trở thành những học sinh ham học hỏi, có trí tưởng tượng phong phú và dẫn dắt các em khám phá giá trị bản thân mình. Các phụ huynh khi mà đọc cái cuốn sách này sẽ nhận thấy rằng là gì? Là ngoài cái việc mà giáo dục con cái là không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà là nhiệm vụ của phụ huynh. Ngoài ra thì phụ huynh cũng sẽ nhận thấy rằng là việc mà giáo dục con cái của chúng ta thì chúng ta không chỉ có cái niềm yêu thương đã là đủ, mà để mà giáo dục được con cái chúng ta cần phải có kiến thức, chúng ta cần phải có kỹ năng để làm sao có được cái niềm tin của các con, cũng như là chúng ta biết cách tiếp cận các con đúng và chúng ta đưa lại cho con những cái cảm nhận được và tự xây dựng được cái giá trị bản thân của mình một cách đúng đắn nhất. Dựa trên nội dung cuốn sách cùng tên Dạy trẻ bằng cả trái tim, sách bán chạy nhất của The New York Times được Anh ngữ Ames mua bản quyền tại Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đã có buổi giao lưu, chia sẻ xoay quanh về phương pháp dạy con và những giải pháp được nêu trong sách vào ngày 25 tháng 11 vừa qua. Một điều rất đặc biệt khi tôi đọc cuốn sách này đó chính là mỗi trang sách đã là một lời khuyên, một bài học rất là thực tế đối với tôi và vợ có thể áp dụng ngay hàng ngày trong việc giảng dạy con cái. Hy vọng những chia sẻ trong cuốn sách sẽ giúp các bậc làm cha, làm mẹ cảm thấy bớt phần nào áp lực trong việc dạy dỗ con cái và sớm tạo dựng được niềm tin ở con như tác giả đã làm được với những học sinh yêu quý của mình.